to đẹp nhỉ, lần tí nhấc xuống. Hello, xin chào toàn thể anh em nhé. Thì hôm nay em Hưng lại tiếp tục đi tuyển hàng cho anh em đây. Thì đây là hôm nay em tuyển được một chú lân tê anh em ạ, bộ khủng long. Thì bác khách trong khi vào buổi trưa bác ấy đang tranh thủ tắm chim tắm cò đây. Đây anh em xem đấy, đây, cảnh khuôn viên và nhà bác ở đây. Đó. Thì hôm nay em Hưng tuyển con này cực kỳ là VIP anh em nhé. Hàng chưa hề khai thác anh em ạ. Đó. Thì sau đây em mời anh em xem cùng xem video. Đó thì chú chim bên tay phải lồng cao anh em nhá. Đấy, bộ cực kỳ to đẹp anh em ạ. Đó. Chú chim này được cái là cực kỳ nhạy chén anh em nhá. Đấy, cực kỳ nhạy chén luôn. Đấy thì hôm nay em có đi lên trên Lộc Bình anh em ạ. Đấy thì em đi lên Lộc Bình thì em tuyển được cho anh em một con hàng lân tê mặt quỷ anh em nhá. Đấy anh em nhìn xem đây. Bóng bộ cực kỳ to luôn, quả yếm nói chung là bộ chú chim là bộ khủng anh em nhá. Đó thì chú chim này đặt cho rõ là mã là C112, phí giao lưu với anh em nhà mình là 4 triệu đồng anh em nhé. Đấy, giao lưu với anh em nhà mình bởi vì chú chim này chưa khai thác gì nha anh em nhé. Nói chung là hàng sạch. Đấy, về cho anh em tự khai thác. Đấy, chú chim bên tay phải đây anh em ạ. Đấy, lồng cóng nhựa đây. Đó, anh em nhìn xem đây. Bóng bộ cực kỳ là phê anh em nhé. Hàng này cực kỳ nhạy chẽ. Với nhìn cái bộ lực của chú chim này thì em bổ kết luôn anh em ạ. Đấy. Thì chim là chim được 3 vụ rồi. Đấy, gốc Lạng Sơn anh em nhé. Đấy, gốc Lạng Sơn. Thì con hàng này thì anh em thể thẩm đây, bóng bộ lết chơi cực kỳ là ok luôn. Đấy, lết chơi cực kỳ là hay. Bóng bộ thì cực kỳ VIP anh em ạ. Nói chung là bóng bộ chú chim này thật sự là hiếm khi em mới gặp được chú chim to như thế này anh em ạ. Anh em xem đấy. Đó. Thì anh em nào bổ kết chú chim này, mã là C112, phí là 4 triệu đồng. Số điện thoại em Hưng có trên màn hình, anh em alo trực tiếp cho em Hưng, số điện thoại trên màn hình. Số điện thoại của em Hưng có cả Zalo anh em nhé. Anh em kết bạn Zalo với em Hưng để anh mình mua bán trao đổi anh em nhé. Đó. Thì nói chung là anh em nhìn xem này, chú chim này anh em mua về anh em gột dần rũa lên thì vụ sau anh em chơi chú chim này thì khỏi phải suy nghĩ rồi. Đó, nói chung là có chim ăn cò không thể nói trước điều gì. Nhưng mà nếu ở nói do lết chơi bóng bộ chú chim này thì em nghĩ là đến tầm 90% là anh em nuôi vụ lông xong là sang năm anh em có thể mang đi là anh em đi kéo lúa anh em ạ, gọi là đi kéo lúa luôn. Bởi vì lết chơi của em nó bây giờ đã không chăm bẵm mấy anh em xem đây. Đấy, cóng nước qua ngày anh em nhá. Đấy thì đây còn đến chú bổi đây anh em ạ. Đấy thì em giới thiệu đến anh em chú bổi là mã là C113, phí giao lưu với anh em mình là 1,1 triệu anh em nhá. Đấy, bóng bộ em zoom gần cho anh em cùng xem đây. Bóng bộ chú chim này gọi là bóng bộ khá anh em nhá. Đấy, gốc màu đinh đinh anh em gọi là hơi đá đá một, gọi là hơi đá đá một chút lân anh em nhá. Đấy, anh em mình xem đây. Đấy, bóng bộ cực kỳ là đẹp. Đấy, trường chim anh em nhìn nhá. Đấy, bao cho anh em là ra giọng ok hết rồi. Đấy, bao cho anh em là hót róc rách cả ngày rồi anh em nhá. Nói chung là chim cò thì cũng đến một lông anh em ạ. Thì nói chung là lông nó không được ôm. Đấy, nói chung là con bổi thì anh em về anh em phải gột rèn rũa. Nhiều anh em cứ bảo mua chim bổi về có hỏi đi được dàn luôn không, thì thông báo anh em là có chim bổi thì làm sao đi dàn được luôn đấy anh em. Anh em cần thời gian gột rũa nó lên, đào tạo nó để thành một chiến binh anh em ạ. Đấy, cái con chim bổ thì anh em cần phải có thời gian. Đó. Thì ngay cả như con chim cà phê, cà pháo anh em mua về thì nhất quyết phải cần một thời gian ổn định để cho một tuần rồi nó ổn định. Ổn nha. Đấy, quen nhà, quen mặt chủ anh em ạ. Đó. Nói chung là anh em bổ kết bé bổi C113 này thì điện cho em Hưng nhá. Đấy, chia sẻ với anh em mức phí là 1,1 triệu. Đấy, không bao gồm phí cước vận chuyển anh em nhá. Anh em bổ kết thì điện cho em Hưng. Đấy, anh em bổ kết bé nào điện cho em Hưng nhá. Anh em cần tuyển những cái chim thi, chim cà phê, chim bổ là chim mồi, điện cho em Hưng, em Hưng sẽ tuyển cho anh em. Thì em Hưng cũng rất cảm ơn anh em đã bỏ chút thời gian ra xem hết video của em Hưng. Thì rất kính mong là anh em xem video vui vẻ và cho em Hưng một nút đăng ký kênh và một nút like, bình luận bên dưới để em Hưng thêm động lực để ra thật nhiều video mới và đi săn thật nhiều hàng để cho anh em nhà mình anh em nhé. Đó thì thời lượng video cũng có hạn thì em Hưng cũng xin được kết thúc video tại đây.